hôm nay buồn buồn, chở cả nhà chạy lên núi Bodyboard Trail. Tưởng lên núi trời tuyết vui không lời, quá đông rồi còn cô đi bộ, cho nên đường anh phải đứng thẻ con răng quay thử vây nó kẹt xe như thế này. Đó, mình thấy đường xe đi ngô thì nó kẹt kinh khủng, còn đường xe nó ra thì trống lắm, đành phải bỏ cái con đường này để tìm con đường khác. Không ngờ tìm con đường khác lại bị cảnh sát đóng tiếp. Vâng, nó nhìn đây là lúc con răng nó bay ra xuống này, xe đứng để lên núi đó, đứng kiểu này mà đợi theo lần tới đỉnh núi, quá đông này. Nhiều người chịu không nổi tấp vô chơi tuyết dọc đường. Ba trăm mét nó có thể bay cao 1000 feet, 330 mét. Mình quay thì mình thấy cảnh kẹt xe khủng khiếp. Núi rừng California. California núi cũng rất là nhiều. Ở miền Bắc sao không biết chứ miền Nam núi rất là nhiều.